Alo, ai đấy? Tao. Có việc gì? Tao chỉ muốn mày nghe giọng của tao thôi. Không. Không muốn gì? Tao chả muốn gì cả. Tao tưởng mày bận đang đóng bỉm chứ. Vẫn còn thời gian cầm được cái điện thoại là giỏi đấy. Muốn gì thì ông muốn nói thẳng ra đi. Năm nay vận của mày xấu lắm. Sao độn thổ mà lại gặp cung lưu mi thì hỏng. Bây giờ ấy, mày xem có cái gì ngon ngon thì cố mà ăn đi. Thời gian không còn đâu. Nha. Là nhà thông minh. Tuyệt. Xin chào khán giả Lumi. Khán giả có thấy cái tình huống vừa rồi nó quen thuộc không? Hoàng Hải hy vọng là những cái phim truyền hình gần đây của Hoàng Hải khán giả vẫn sẽ nhớ. Hôm nay Hoàng Hải rất vui được giới thiệu đến khán giả. Đây là mái ấm gia đình nhỏ của Hoàng Hải. Tất nhiên là nó không có cái trường hợp đột nhập như vừa rồi đâu. Những cái tính năng của nhà thông minh Lumi nó còn hữu ích hơn rất nhiều. Và bây giờ Hoàng Hải xin mời mọi người sẽ tham quan ngôi nhà nhỏ của Hoàng Hải. Các bạn có tò mò khi mà đèn và còi của nhà Hoàng Hải được kích hoạt ngay tức thì để đuổi trộm không? Đó là nhờ vào hệ thống an ninh thông minh AI Camera Hub. Thiết bị này khi tích hợp camera giám sát ấy, sẽ nhận diện được chuyển động của người và vật. Hay ở chỗ là bộ xử lý này dùng trí tuệ nhân tạo. Nếu mà phát hiện ra người đột nhập sẽ gửi cảnh báo về điện thoại ngay lập tức. Đồng thời kịch bản chống trộm đã được cài đặt sẵn nên đèn sẽ bật sáng, còi hú báo động để đuổi trộm. Đó là lớp an ninh bên ngoài. Vào đến trong này, Hoàng Hải giới thiệu với các bạn một cái khóa cửa thông minh lù vít. Nếu như những ổ khóa truyền thống chỉ có thể mở bằng khóa cơ ấy, thì chiếc chìa khóa thông minh Louvit này có thể mở được bằng vân tay. Ngoài ra, các bạn có thể cài đặt để mở khóa bằng mật mã, thẻ từ và smartphone nữa. Các cái chức năng này khiến cho mình cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Vì chỉ những thành viên trong nhà mới được cấp quyền thì mới có thể mở cửa được. Đấy các bạn thấy đấy, không gian của phòng khách nhà Hoàng Hải cũng không rộng lắm. Bài trí thì cũng đơn giản thôi. Nhưng ấy, đây là cái khu quây quần gia đình. Cho nên mỗi lần đi công tác xa, Hoàng Hải luôn nhớ về khu này và mong trở về sớm. Bật mí với các bạn nhé, nhà mình tuy không cầu kỳ, nhưng mình rất thích công nghệ và sự hiện đại. Cho nên tất cả những công tác truyền thống ấy, mình chuyển qua công tác thông minh. Các công tắc này không những giúp cho thao tác bật tắt mượt mà nhẹ nhàng, mà nó còn làm cho tổng thể căn phòng sang trọng hơn. Ngoài phòng khách ra thì toàn bộ khu vực sảnh, phòng làm việc, phòng ngủ nhà Hải đều được lắp đặt đồng bộ với các loại công tắc cảm ứng thông minh này. Giới thiệu với khán giả, đây là không gian thích nhất của Hoàng Hải. Sau những cái tháng ngày làm việc mệt mỏi, Hoàng Hải rất thích về với cái khu vườn này để hòa mình cùng với thiên nhiên. Đây cũng là nơi mang lại cho Hải nhiều nguồn cảm hứng để suy nghĩ làm cho vai diễn của mình nó được sáng tạo nhất, tạo được dấu ấn mạnh mẽ nhất đối với khán giả. Đặc biệt nhé, ngồi ngay tại chỗ, nhưng vào buổi tối Hải có thể bật đèn trên smartphone luôn. Khi cả nhà quây quần ở đây, gió thổi mát rượi, được thưởng thức trà bánh này, cùng nhau chuyện trò mà không cần đứng dậy bật công tắc. Cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu. Đúng là hết được chấm. Không chỉ đèn mà còn tivi, điều hòa cũng có thể điều khiển, hẹn giờ trên điện thoại. Tất cả thao tác được tối giản đi rất nhiều. Các thành viên trong gia đình Hải đều yêu thích cái trải nghiệm với nhà thông minh Lumi.
Như vậy là Hoàng Hải đã dẫn khán giả của Lumi tham quan một vòng tổ ấm của mình. Đấy, các bạn thấy đấy, cái thiết kế của Hoàng Hải không quá cầu kỳ và nội thất thì cũng không hoành tráng, nhưng được cái là nó sẽ có một cái không gian rất là hiện đại và tiện nghi. Hoàng Hải cũng mong muốn các bạn cũng có một cuộc sống ấm áp, thể hiện được chính mình với cả gia đình mình, cảm thấy luôn hạnh phúc và thoải mái nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở những vai diễn thú vị của Hoàng Hải.